Này Thiện Hiện, vì địa giới sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì thủy hỏa phong không thức giới sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này Thiện Hiện, vì vô minh sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này Thiện Hiện, vì bố thí ba la mật đa sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự ba la mật đa sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này Thiện Hiện, vì pháp không nội sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này Thiện Hiện, vì chân như sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này Thiện Hiện, vì thánh đế khổ sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì thánh đế tập diệt đạo sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này Thiện Hiện, vì bốn tịnh lự sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này Thiện Hiện, vì tám giải thoát sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì tám thắng xứ, chín tịnh thứ đệ, 10 biến xứ sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này Thiện Hiện, vì bốn niệm trụ sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa.